Hả? Đừng ngá, mình nấu rồi. Đó, chẳng ít. Rồi. Đây là anh Kiên vừa bắt tay được một em chị trái nha. Đây chứ, sẵn và chế bắt tay. Chưa kịp quay anh Kiên là vô tay được một em chị trẻ nha. Thằng bay không chết, bắt chết luôn. Đây là anh em hồi còn thì đi săn khai sinh. Tuy nhiên đã được ba em chị trẻ nha. Đây là khán giả. Từ thú đủ. Bắt luôn, bắt luôn, anh Kiên đối phái cho đẹp anh Kiên. Bắt bây giờ thôi. Rồi, mình làm clip á. Đây là bán chị là cánh quàng, đứng lên á. Dũng được mang con chế đá còn chi. Rồi. Đủ thấy chưa? Quấn rồi, bị quấn rồi. Em nào vừa bắt được con co bên kia rồi nha. Đây là anh Kiên đang sang lấy chim. Đây bắt được co rồi nha. Em co lựa. Khán giả đang rất đông nhé. Thành muốn được lọc lên đây. Trong thì xài sẵn là con gốc đi đây. Anh có chẳng ít. À, con chị chạy lên đây nè. Con chị chạy lên đó. Hả? Đừng ngá, mình nấu rồi. Ở đó, chẳng ít. Rồi. Quá đẹp. Yeah. Đẹp. Bắt được mấy anh chân nghít nha. Thiếu nè. Đây đừng có ôn. Đấy ông chiêu thành ra đấy.
Chả có đếm chi. Đi săn mà không để quay mua đâu nữa thì anh kiến được hạt hạt. Làm mê hoang mang. À, con chi bay nữa rồi. Con chi nhảy nó cứ nhìn đó. Vừa đi sẵn mà à, chết chết chết. Quá hay. Phá đi biệt quay đẹp chưa. Em đắc vậy. Em đắc là bắt được mua em chạy trên cây đi nha. Vừa quay vô lần hai quay gì. Đây đi bắt đi. Không bàn nhà con bây giờ tiết mục treo cây bắt chim. Bây giờ tôi ngủ không nha. Ê, đây là người rừng. Hãy đừng có đem mày đạp mẹ ra thì tôi đập nguyên tới. Giật mục treo cây bắt chim. Làm bên đây gỡ luôn nha. Làm bên đây gỡ luôn. Để anh em được chiếm được. Lùi qua đây lên, lên đây lên hơn lùi. Còn đi sẵn dụng hết rồi đi. Thịt này xuống đó là trái con nở đi lên từ ăn qua thịt. Để em chỉ trẻ nha, vừa xanh được. Đâu rồi vậy? Thịt thịt mãi quá. Có ra đường bộ. Đây thanh quà của em đắc sang được nha. Em này là chó điến này. Đen thôi cho đỏ không có. Thôi, bây giờ em đi tiếp bãi khác nha. Chị chạy đi. Rồi. Wow. Tôi chạy thịt mẹ bay. Tôi chạy nhiều như kiến nha. Quay được rồi. Được được được. Đừng ở hết, đừng ở hết, chị cô. Đừng ở hết, đừng ở hết. Ít nhiều quá anh em. Hành bãi quá nó gốc nữa rồi. Chị cô đừng có bên gốc nữa rồi. Đây đi.
anh chị đáp đi, bay. Ai làm được hết, ai ăn được luôn. Con đây đây đây. Chết rồi. Quá đẹp. Đây là khán giả cả chúng chim ra đây là không lối thoát nha. Anh nhà lên đây tao quay đi đi lên đây. Đây là người rừng. Chào bà con. Nào ok. Bây giờ trên rừng mới về. Vừa bắt được một chim trẻ rồi nha. Tỷ số là 7 chim trẻ đấy nha. Từ từ để gỡ môi là hành đánh đang mệt lắm. Thôi được anh. Tỉnh đi đừng gỡ môi. Bên kia là khán giả nha. Đây coi có con mút núp ở trong đi không? Đi sẵn đây. Đây là màn sâu mồi. Được bá con rồi. Chúc chúa cái đó. Con đi gọi tít rồi. Đấy. Bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Để kể thành quả. Thành quả hôm nay sẵn nhé. Mới được cái báo vào thằng nhà mới rồi. Đây. Con đi bay lên con thả con đá thôi. Tập thể đó đấy. Chơi là được đúng không ạ? Chứ không phải họ thiệt không ạ? Chỉ mất bịt bắt rồi. Con đi. À, sụp chén ngay được ba con nè. Ôi, hàng đỏ này, úi xời. Ba con đứng bắt con đứng con to này. Hàng chút này. Con đi ơi, con đi ba lần mấy. À, từ mặt lên. Từ. Ôi, con đang xin hết. Con có cái chết đây này. Ui, con nằm mà đắc của con sống. Ơi, con đi hàng điều. Điều nữa. Giảm điều không? Bắt rồi. Đây. Con sống lắm ạ. Con sống đi mày, dẫn đi bê cắp cái. Đây. Ơ chết rồi. 4 con nữa. Oh, thêm con nữa. Đây. Có mấy 7-8 con lưng mơ. Đây, ui dào ơi. Một con là 150 ngàn đấy. Chị mua một con 150 ngàn đấy. Ui da, sống luôn chị. Sống rồi, mắt luôn. Ui, to là sống hết. Chơi mà chơi cái tà nó vẫn đám không phải những người. Hết chưa, hết chưa. Khai xuân rồi. Ê, thành quả của anh em khai xuân nha. Rồi. Chứ thịt nhau luôn đó này. Thịt nhau luôn. Đấy là bánh đấy hả? Là nói là nuôi chim nữa đi sẵn rồi mà. Thôi. Khai xuân đi bún rồi. Rồi. Đứng.